Alo. Dạ em chào thầy ạ. Доброе утро. Доброе Как у вас дела? утро. Хорошо, спасибо. А Хорошо. вы чего? А, хорошо, тоже хорошо. Так, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học mở rộng thêm những cái câu khi chúng ta hỏi thăm công việc. Câu hỏi của chúng ta ở đây, chúng ta sẽ nhìn thấy có 3 dạng câu hỏi. Dạng câu hỏi thứ nhất, как дела? Là câu hỏi chung chung, как дела? Câu hỏi thứ hai, как ваши дела? Как ваши дела? Câu thứ ba, как твои дела? Как твои дела? Để trả lời, chúng ta có một loạt những dạng trả lời như sau. Отлично và прекрасно là rất tuyệt vời. Cả hai câu này đều cùng nghĩa. Хорошо là tốt. Нормально là bình thường. Từ này chúng ta, cụm từ này chúng ta sẽ đọc là Все в порядке. Все в порядке. Đọc nhẹ thôi. Chữ phở đọc rất nhẹ. Все, все, все в порядке. Все в порядке. В порядке. Все в порядке. Все в порядке. À, có nghĩa là mọi việc đều ổn thỏa. Ничего, không có gì cả. Плохо, tồi tệ. Очень плохо là rất tồi tệ. Так себе là tàn tạ. Ужасно là kinh khủng. Đấy. À, đó, thế như vậy ở đây chúng ta có một loạt những cái câu mà chúng ta không chỉ đơn thuần là хорошо mà chúng ta còn có thể nói rộng thêm ra. Đấy. À, đó. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc những cái từ này nhé. Chúng ta có câu từ thứ nhất là отлично. 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 Прекрасно. 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 Да. Хорошо. Прекрасно. Да. Хорошо. 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 Нормально. 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 Không nói ли, Ли, nói ли. ли. Нормально. 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 Да. Все в порядке. Все Все. в порядке. Все. À. Siêu Pariyatki. Đấy, à nếu mà pariyatke chúng ta nói cái âm phở này riêng ra thì nó sẽ gây chậm cho chúng ta đấy. À chứ ví dụ từ siêu 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 pa pa siêu pa 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 Pariyatki, pa Pariyatki, siêu Pariyatki, pariyatke siêu Pariyatki, siêu Pariyatki. Ở tạm đấy. Đó. siêu Siêu pariyatke Pariyatki, siêu Pariyatki. Хорошо. Chúng ta tiếp siêu theo nào. pariyatke Ничего. Ничего, không có gì cả. Плохо. 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 Очень плохо. Очень Очень плохо. плохо. Так себе. Так Так себе. себе. Ужасно. 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 À, như vậy. À, бây giờ mình sẽ hỏi bạn và bạn có thể tùy ý trả lời bằng những cái câu dưới này đấy. Как дела? Chắc tiền lá. Mà nô Normalina. normali. À, đây đọc là Normali. à đây đọc là à, normalina. Đấy, mình phiên âm lại cho bạn cái từ này để Normali. dễ đọc hơn nhé. Dạ. Đấy, à, người ta sẽ đọc là normalina. À, đọc là na Normal. r đấy, Normali. nar mal đấy, normal Mali. l đấy, Lệ. normalina. Normali. Normalina. À, chỉ có điều cái âm L này là mềm. Cho nên là gần như là nó Lệ. có chữ Lệ. L. Normali. L. L. Đấy. Normalina. Normal. Là normalina. Normalina. L. À cái âm L này khi chúng ta nói chúng ta đẩy cái đầu lưỡi nó hơi thò ra một tí và nó bị kẹp giữa hai hàm răng cửa trên và dưới. Normali. L. L. Normalina. 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 Normal. Normalina. Đấy. Normal. Đã, đấy. À, ta cuột đấy, thấy chưa? À, ta. Normal. À, đó, thế như vậy chúng ta nhìn thấy đó là cái phần chào hỏi, hỏi thăm của chúng ta, câu hỏi thăm đấy. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng ôn lại phần mà hôm trước chúng ta đã, ở đây chúng ta đã chuyển cái định dạng danh từ số ít sang số nhiều rồi. Bây giờ thầy sẽ nói số ít, em nói số nhiều nào? À, xem có nhớ không nào? Đốm. Đa mà Đa mà. Trọng âm đa A. mà Đa mà. Đấy. Cái nhí ra.
Книги. Книги. Хорошо. Письмо. Письма. А, phải là письма. Trọng âm rồi. Письма. Да? Письма. Письмо. Письма. Пиво. Пиво. Папа. Павы. Зонт. Giam tươi. Зонты. Машина. Машинный. Машины. Ш-ш. Машины. Машинный. Машины. Да? Забора. Заборы. Забор. Забор. Đó là cái bờ rào. Đấy. À, từ này hơi khó nhớ bởi vì nó là lạ. À, Zabor, chúng ta cứ tưởng tượng nhìn ra cái bờ rào. Zabor, Zabor, Chitradi. Chitrat, Chitrat, Akno. Akno, Okna. Okna, Gazeta, Kazia tươi. Gazeta, Dядя, Diadi. Dядя, Sơn, Sunavia. Sinavia, chào bao giờ Sunavia. vậy? Sinavia, хорошо, еда. Idui. À, еда là еды, đấy. Еда, Yedi. еды, хорошо. Đấy. Trọng âm nó sẽ rơi vào еды, еда, еды. Có một số từ mà trọng âm của chúng ta nó sẽ bị biến đổi. À, tạo của ta. Еда, еды. Журнал. Журнал. Журналы, хорошо. À, tiếp theo là город. Города. Города, зима. Зимы. Зимы. À, trọng âm rơi vào gì mươi, gì má, gì mươi, autobus, Зимы. autobus, Автобус. autobus, autobus, вино, Вина. вина, юбка, Юбка. юбки, Юбки. ученик, Ученики. ученики, музей, Музей. музей, учитель, Учитель. Я. учитель ля, понятно, учитель ля, Учителя. учитель ля, Учитель. Учителя. учитель ля, trọng âm rơi vào đấy, полка, Полки. полки, стол, Столы. Станы. сталь, лампа, Лампы. лампы, клей, Клей. клей, море, Клей. Мария. Maria. À, vất tạc vật. À, thế như vừa rồi chúng ta đã cùng nhau ôn lại xong phần danh từ số ít và số nhiều mà chúng ta đã cùng biến đổi trong lần trước đấy. Vất tạc, хорошо. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem tiếp nào. Ở đây chúng ta sẽ có các mẫu câu như này. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau hỏi nào. Và chúng ta sẽ có câu thứ nhất. À, chúng ta sẽ có câu thứ nhất chúng ta hỏi. Кто это? Кто это? Вот, кто это? Кто это? Это? Это Иван. Это Иван Иванович. И, Иван Иванович. Иван Да? Иванович. Иванович. Да? Иванович. Иванович. À, âm O đứng sau trọng âm bị đọc là Ơ. Đọc là Иванович. Это Иван Иванович. Хорошо. À, это кто? Это Анна Петровна. Анна Петровна. А, кто это? Петровна. Кто это? Это Иван Иванович. Иванович. А кто это? Это Анна Анна Петровна. 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 Да, это Анна Петровна. А кто это? Это Нина и Это Максим. Нина и Максим. Это Нина и Максим. Что Это это? Нина и Максим. Хорошо. Что это? Это дом. Это дом. А что это? Это книга Книга и и журнал. журнал. Да? Где дом? Где дом? Дом здесь. Дом. Дом Где? здесь. Здесь ли? Да. Здесь. Дом Где? здесь. Это где дом? Дом здесь. Где парк? Где? Парк. Парк là gì? Парк. Công viên. Cái Да? công viên. Парк. Где парк? Парк. Где парк? Там. Парк. Park Park tam Park tam ở đằng Tam. kia đấy park tam à chúng ta cùng nhau hỏi lại là kto eto eto Ivan Ivan Petrovich Novich. Kto Ivan Ivanovich Ivan đấy Novich Ivan Ivanovich Novich. À, Ivan Ivanovich nó nói nè Ivan Ivanovich à, à mình sẽ viết cho bạn cái âm này đấy à bạn nghe thế là rất tốt
Bạn nghe tốt hơn, có thể nói là đến 9 phần 10 đấy. Đó, chỉ có thỉnh thoảng có âm bạn không nghe được thôi. Đấy, như vậy là điều rất tốt. Ivan, thế nha, Ivan Ivan, N. Ivan, 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 đấy, đó, N, Vich, Vich, Vị Vich, đấy, mình bỏ cái chữ trước này đi nhé, chữ trước dễ đọc rồi cho Vị nên đấy, đó, Ivan, Ivan Ivanovich, Ivan Ivanovich, Ivanovich. Ivanovich, đấy, đó, phiên âm ra bạn đọc được ngay đấy. Nó nè, chúng ta nghe nè. Ivan Ivanovich. Ivan Ivanovich. Ivanovich. Đó, actor ấy. Это Anna Petrovna. Петровна. Anna Petrovna. 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 Anna Petrovna. Петровна. Đã, Anna Anna Petrovna. Петровна. Đã, không cần không lấy vợ. Anna Petrovna. Anna Petrovna. Đấy. Anna Петровна. Petrovna. Đó, actor ấy. Это Etanina Нина и и Максим. Maxim. Максим. Да, а что это? Это Это дом, а это что? книга и Книга журнал. и журнал. Где дом? Дом. Chữ này em chưa biết đọc thế. Дом за здесь. За здесь. За здесь. За здесь. А дом здесь. Дом здесь. Дом ở đây. Дом здесь. Đấy. Dom Đông здесь. Nếu mà khó nói dom tut. Dom tut. Tut là đây. Đấy. Đông Dom tụ. tut. À, cái gì Đông park. tụ. Cái gì park. Cái gì Park. bác? Bác Park tàng. tam. Park tàng. Park tam. Đấy. Park tam. Хорошо. Park Так, tàng. хорошо. À. Так, chúng ta nói. Это Максим. Это Это Максим. Он здесь. Он Он здесь. здесь. Это Нина. Это Это Нина. Нина. Она там. Anna Tam. Это Нина и Анна Петровна. Это Это Нина Нина и Анна и Петровна. Анна Петровна. Они там. Они там. Это журнал. Это журнал. Он здесь. Он здесь. Это газета. Это газета. Она там. Анна Там. Это письмо. Это письмо. Оно здесь. Оно здесь. Это письмо и журнал. Это письмо и журнал. Они там. Они там. А, thế như vậy ở đây chúng ta tất cả những cái này chúng ta biết hết rồi. Đấy, tất cả các từ chúng ta biết hết rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ không đọc được và chúng ta đọc sẽ ngượng. Vậy thì người ta viết ra cái bài đọc này để làm cái gì? Để cho chúng ta đọc. Đọc đi đọc lại suốt ngày cứ đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại đấy. À đó, thế và khi mà đọc đi đọc lại như thế thì cái mồm chúng ta nó sẽ quen. Quen là chúng ta sẽ tự nói được thôi. À đầu tiên đọc xong sau đi lẩm nhẩm trong nhà chúng ta cứ nói là Это Максим, он здесь, это Нина, она там, это Нина и Анна Петровна, они там. Это журнал, он здесь, vân 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 đấy. Nói đi nói lại như thế nhiều lần trong ngày. Để làm gì nào? À chúng ta bằng cái cách đó chúng ta là tạo ra cái môi trường ngôn ngữ cho chúng ta. À, em hiểu chưa? Dường như là chúng ta đang nói chuyện với người người Nga đấy, chúng ta cứ ngồi chúng ta kể chuyện nói đi nói lại như thế. Đó, đó là cách người ta gọi là auto training, tức là tự động học đấy. À, học để nó gọi là tự động hóa lời nói. À, tác vụ tiếp theo nào, chúng ta sẽ lại có một cái bài như thế này đấy. Để tạo một cái bài như thế này thì mình phải sưu tầm này những cái hình ảnh để là sau đó để là cho trông cái bài nó sinh động. À thế vậy thì để thầy làm một cái trang như thế này thầy cũng phải mất được khoảng 5-7 phút đấy. Đó. À đó là với cái gì? À với cái kỹ năng sử dụng vi tính rất là nhanh. Thế như vậy là gì? Đối với người lóng ngóng khi phải là hàng 15 20 phút. Thế vậy thì như các em chẳng hạn thì phải cũng phải đầu tư 15 20 phút để mà học chứ không phải nhìn thoáng xong thì gấp gấp đi đấy. Ở đây chúng ta sẽ có từ mới này, Paznakomchis. Paznakomchis. Panacum Đó, Paznakomchis. Đó là từ gì vậy? À, có biết? chẹt. Panacum Paznakomchis. Đấy. Chúng ta cái từ Paznakomchis. Chúng ta sẽ lấy cái chữ này xuống nhé. Xong chúng ta sẽ phiên âm nó ra để cho chúng ta dễ đọc nhé. À, em đọc là Paznakomchis. Paznakomchis. chẹt. Đấy. Là xin hãy làm quen. Đấy. Paznakomchis. Là xin hãy làm quen. Em nói là Paznakomchis. Panacum chẹt. Pa zna Na à um com thì
познакомьтесь, đó, rất dễ nói mà, đấy, xin hãy làm quen, познакомьтесь, đấy, познакомьтесь, đó, làm sao, что ему не нравится, вот, познакомьтесь, là xin hãy làm quen, à, так, đấy, à, đó, xin hãy làm quen nào. Xin hãy làm quen nào. À đấy. Xin làm quen nào. Вот так. Познакомьтесь. Вот. Познакомьтесь. À đó, ví dụ như chúng ta muốn giới thiệu ai đó, ví dụ như là bây giờ chúng ta đưa bạn của chúng ta về nhà, đấy. Và chúng ta giới thiệu với bố mẹ. À, chúng ta nói với anh bạn là xin hãy làm quen với bố mẹ tôi nào. Вот. Познакомьтесь. Иван Иванович. Иван Иванович. Иван Иванович. Đấy. Иван Иванович. Иванович. Да? Иван Иванович. Ва, ông này là Василий Николаевич. Василий Николаевич. Nói nè. Василий Николаевич. Николаевич. Евич, да? À đó. Nên phiên âm cái từ này cho nó nói cho nó nhuần nhuyễn nhé. À đó. Ni ka lai. Николай. Yeah. Vich. Николаевич. Николаевич. Василий Николаевич. Nói nè. Василий Николаевич. Василий Николаевич. Đó, đó. À, phiên âm ra thì đọc được ngay đấy. À, đó, không phiên âm thì phải nghe mà, có khi không đọc được. Так, Василий Николаевич. Василий Николаевич. Николаевич. À, xem vậy em thấy cái từ này, cái từ vich, 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 đấy chứ nào? Cái đuôi vich, 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 đấy. Vich, 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 đấy chứ? À, cái này. Nevich, nevich, yevich, 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 nevich. Đó là hai cái định dạng đuôi, cái tên đệm theo cha rất phổ biến. Cho nên chúng ta đọc một lần, hai lần phiên âm thôi, xong lần sau chúng ta sẽ quen, đấy. Так вот, chúng ta nói lại câu này nào. Познакомьтесь. Познакомьтесь. Иван Иванович. Иван Иванович. Василий Николаевич. Василий Николаевич. Да? А, đối với em, trình độ tiếp thu của em tốt thì mình để cái đuôi này để cho bạn nói cho nó quen đấy. Bởi vì trong tiếng Nga người ta nói cái câu này sau này người ta nói nghe nó lịch sự và trang trọng. Thế còn đối với những bạn mà tiếp thu chậm thì cắt bỏ cái đuôi này đi. Đấy. À, mình xác định những cái bạn mà tiếp thu chậm thì các bạn cũng chẳng bao giờ phải nói đến cái chữ này đấy đó. Nhưng mà ví dụ như các bạn nói nhanh thì các bạn sẽ nghe được tốt, nghe được tốt thì khi người ta giới thiệu, người ta sẽ giới thiệu các Vazavut, à ông bà tên là gì, Ivan Ivanovich, à vậy thì chúng ta sẽ nói luôn Ivan Ivanovich, Uvazami Ivan Ivanovich, Poznakomitesh Ivan Ivanovich, đấy vân vân đấy. Хорошо. Chúng ta tiếp theo nào. Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Да, это Максим. Да, это Максим. À, đây là Максим. Chúng ta có từ Максим. Это Максим. 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 Вот так, Максим. Да? Это Максим. А, так вот. А, đó. Это Максим. А кто это? А кто это? А кто это? Это кто это? Это Анна. Анна Петровна и Иван Анна Иванович. И Иван это Иванович. Анна... Это Анна Петровна и Иван Иванович. Иванович. À, lại quên cái từ này. Cái này em phải luyện nhiều đấy. Là mới đấy. Em cho nói đấy. À, cái từ này là rất đơn giản mà. Đấy, à, chuyện đó chúng ta nghe. À, Иванович. Cái... À, đấy, đấy, đấy. Y... Van... Иван... N... N... Вич. Вич. Иван Иванович. Иван Иванович. Иванович. À, đọc đúng như thế thì sẽ đọc được. Nếu mà đọc sai, đọc sai cái ngữ điệu là sẽ không đọc được. Иван Иванович, Иванович, Иван Иванович, и Анна Петровна, Анна Петровна, да? Анна Петровна. Анна Петровна, да. Иван Иванович и Анна Петровна, хорошо. Иван Иванович. И Анна Петровна. И Анна Петровна. Петровна, хорошо. А что это такое? Что это такое? Что это такое? Что это такое? Такое. Đây là cái gì vậy? Такое. Что это такое? Это книга. Это книга. Книга, да? Что это такое?
Что это такое? Это дом. Это дом. Что это такое? Для кизи. Что это такое? Это парк. Это парк. Где Иван Иванович? Где Иван Иванович? Он там. Он там. Он там, да? À, đó, ví dụ chúng ta có anh chàng, đây là anh chàng của chúng ta, Ivan Ivanovich, đấy. Ivan Ivanovich, вот. Đúng không Ivan Ivanovich. Это Иван Иванович, Иван Иванович. Где он? Ông ấy đâu? Đấy. Ông ấy đâu? À, chúng ta chào ông vào đây nhé. À, chúng ta sẽ nói он там. Там là gì? Там là ở đằng đấy, đấy. Там là ở đằng đấy. Он там. Chúng ta nói nào. Он там. Он там. Он там, вот, он там. Вот, он здесь, đấy. Он здесь, он в парке, он в парке. Anh ấy đang ở trong công viên. Он там, вот он там. Где Иван Иванович? Вот он там. Вот он Где там. Анна Петровна? Где Анна Петровна? Thế còn cô Анна Петровна đâu? Анна Петровна, вот это Анна Петровна. Где она? Cô ấy đâu nè? Anna tut. Anna tut, đấy. Anna tut, или Anna там. Anna tut, Anna tam. Tạc, chúng ta cũng cho cô vào công viên này nhé. À, tạc. À, tạc, хорошо. Ничего. Đó. Вот, Anna тоже в парке. À, cô ấy cũng trong công viên đây. Вот, они идут в парк. Они встречаются. Họ đến đây gặp nhau. Đấy. Вот, dễ thương это, quá. Да, это Анна Петровна. Это Иван Иванович. Они в парке. Họ đang ở trong công viên. Они в парке. Вот. Где Иван Иванович? Он там. Где Анна Петровна? Она там. Они в парке. Хорошо. À, đó, thế như vậy là đây là cái phần bài của chúng ta. À, phần bài vừa rồi chúng ta đọc được rồi. À, cho nên là mình gửi cho bạn để bạn đọc nhé. Chịu khó đọc thật nhiều. À, em thấy là nếu mà mình mà dạy các bạn đọc nhiều ấy, giao tiếp nhiều thì các bạn sẽ rất mệt. Mệt nhưng mà nó sẽ có kết quả. À đó. À, đơn giản hơn thì dạy bạn lý thuyết thôi thì là các bạn sẽ biết hiểu sâu về lý thuyết nhưng mà các bạn sẽ nói kém hơn. À thế cho nên là thông thường mình sẽ cố gắng đưa rất nhiều những cái hình ảnh. À đó để các bạn có thể rèn luyện. Chúng ta rèn luyện nào. Познакомьтесь, это Нина. Hãy làm quen đây là Нина. Đó. Nói nào. Познакомьтесь, это Нина. Познакомьтесь, это Нина. Познакомьтесь, это Максим. Познакомьтесь, это Максим. Да? Познакомьтесь, Анна и Иван. Это Анна, это Иван. Да? Познакомьтесь, Анна, Анна и Иван. Иван. Да? Познакомьтесь, это Анна. Да. А, познакомьтесь, Василий Николаевич. Василий Николаевич. Василий Николаевич. Василий Николаевич, да? А, так, Василий Николаевич. А, да? Василий Николаевич. Василий Николаевич. Николаевич. А, да, ở đây mình viết lộn ngược, да? À, mình viết lộn ngược. À, không có là người ta lại bảo là à, Anna là phải đứng bên này. Có nhiều người, người ta kỹ tính lắm, đấy. À, đến khi người ta xem người ta à, Anna, what is it? Это Иван. Это Иван. Вот так, да? А это Анна. Вот так вот. Đó. À tác vụt хорошо. À tác. À thế như vậy là khi được giới thiệu như thế, познакомьтесь, hãy làm quen đi. Đây là ông Василий Николаевич, đây là Anna Ivan, à Ivan и Anna, это Максим, это Нина. Thì vậy chúng ta phải nói như nào nào? Chúng ta phải nói thế nào để đáp trả lại những cái câu đó? Nào, chúng ta biết rồi đấy. Đấy, chúng ta sẽ nói là gì nào? Очень приятно. Приятно. Очень приятно. Đấy. Очень приятно. Меня зовут. Зовут. Меня зовут Хиен. Хиен, да? Меня зовут Хиен. À, đó. Rất là hân hạnh. Tên tôi là Хиен. Đấy. Так вот. À, đó. Chúng ta sẽ nói như vậy nhé. Очень приятно. Меня зовут Хиен. À, đó. Thế như vậy chúng ta sẽ cho cái này thành một cái màu khác nhé. Để cho nó nổi lên nhé. Так. Đó. Chúng ta dùng cái câu này để trả lời cho tất cả những cái câu ở trên này. À, так вот. À, thế bây giờ mình sẽ là người thứ ba mình giới thiệu bạn, xong bạn sẽ nói cái gì nào? Познакомьтесь, это Нина. Очень приятно, меня зовут Хиен. Хорошо. Познакомьтесь, это Максим. Очень приятно, меня зовут Хиен. Познакомьтесь, это Анна и Иван.
Очень приятно. Меня зовут Хен. Очень, познакомьтесь, Василий Николаевич. Очень приятно. Меня зовут Хен. À, đó thì vậy là bạn đã biết cách giới thiệu làm quen rồi, đúng không nào? Đấy. À, хорошо. À, tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem phần sở hữu của chúng ta ngày hôm nay. Đấy, phần sở hữu. À, thế nào gọi là sở hữu? Trong tiếng Nga, khi mà chúng ta muốn nói là ngôi nhà này của tôi, đấy, cái túi này của tôi, đó, cái cửa sổ này của tôi, ly rượu vang này của tôi, thì chúng ta sẽ phải dùng một cái khái niệm, dùng một cái loại từ loại, đó là đại từ sở hữu. Ở đây chúng ta sẽ gọi là đại từ sở hữu. Các đại từ sở hữu trong tiếng Nga chỉ có bốn đại từ thôi. Nó chỉ có bốn cái đại từ này thôi. Đấy, đó. Bốn cái đại từ này thực chất ra nó có bảy đại từ, nhưng mà nó có ba cái đại từ không bao giờ biến đổi. Đó là của anh ấy, của cô ấy và của họ. Его, ее, их. Đấy. Его, ее, их là không bao giờ thay đổi. Lúc nào nó cũng như thế này. Nó không thay đổi về giống, không thay đổi về số và không thay đổi về cách. Khi đi với cách nó cũng vẫn như thế này. Cho nên là chúng ta không cần phải học nó. Chúng ta chỉ cần nhớ nó một lần. Của anh ấy, его, của cô ấy, ее, của họ, их. À thế điều chúng ta quan tâm đó là bốn cái đại từ biến đổi này. Bốn cái đại từ này sẽ biến đổi theo giống, số và sau này khi chúng ta học cách nó sẽ biến đổi theo cách. Có nghĩa là gì? À chúng ta chỉ có bốn đại từ thôi, bốn đại từ sở hữu thôi, nhưng mà có ba giống và một số ít số nhiều thì nó thành bốn định dạng. À vậy thì chúng ta sẽ có gì nào? À 4 4 4 là 16 định dạng đấy. Được chưa? 16 định dạng. 16 định dạng này mà nó chúng ta lại có 5 cách khác nhau nữa đấy, 6 cách khác nhau nữa đấy, 16 định dạng thì nó nhân với nhau thì nó thành bao nhiêu định dạng? 16 định dạng mà nhân với 6 96 ạ. Đó, đó. Đó. Thế như vậy em thấy đây là gì nào? Em thấy đây là chúng ta đầu tiên nói rất đơn giản, chỉ có 4 định dạng thôi đấy, nhưng trên thực tế chúng ta phải có tới 96 định dạng đấy. Một tạc một tạc. À, như vậy là cứ nói nhiều như thế thành ra sợ ấy thầy ạ. Đây là thực chất là 16 mà nhân với 6 thì là 60, 6 6 6 36 nữa thành 96 đấy. Thế nhưng trên thực tế thì đến khi chúng ta học dần dần là chúng ta sẽ nhớ được hết. Hôm nay chúng ta sẽ nhớ được 16 định dạng đấy. 16 định dạng rất đơn giản. Đầu tiên chúng ta định dạng môi từ voi nash và đi với các danh từ. Danh từ giống đực đấy. Bây giờ chúng ta sẽ nói là ngôi nhà của tôi. Môi đồm. Môi đồm. Em nói nào. Môi đồm. Môi đồm. Cái ô của tôi. Môi dồn. Môi dồn. Cái nhà máy của tôi. Môi ra vột. Môi ra vột. Đấy. Tương tự như vậy bây giờ chúng ta sẽ nói cái nhà của cậu. Tờ vôi đồm. Tờ vôi đồm. Đồm. Cái ô của cậu. Tờ vôi dồn. Tờ vôi dồn. Đấy, đó, nhà máy của cậu. Tờ vôi ra vột. Đó, thế chứ nào, rất đơn giản. Thế vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc những cái đại từ này nhé. Môi. Môi. Tờ vôi. Tờ vôi. Nash. Nash. Vash. Vash. Giống cái nào. Mai giá. Mai giá. Tờ vai giá. Tờ vai giá. Nasha. Nasha. Vasha. Vasha. Sha, sha, sha. Vasha. Đấy. Vasha. Tak vot, хорошо. Giống chung nào. Mayo. Mayo. Tvayo. Tvayo. Naše. Naše. Vasha. Vasha. Số nhiều nào. Mai ý. Mai ý. Tvay ý. Tvay ý. Naši. Naši. Vasha. Vashi. Vashi. Đấy. Đó. Thế như vậy đến đây chúng ta đã cùng nhau xem rồi. Thế vậy thì bây giờ cái định dạng môi từ voi nash vash đó là đi với cái danh từ giống đực. Maya từ vai nash vasha đi với cái danh từ giống cái vân 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 vân. Đấy. Thế mà muốn hỏi thì người ta sẽ dùng bốn cái câu hỏi. Che đi với giống đực. Che dom. Che yete dom. Che yete dom. Đấy. Người ta sẽ hỏi như vậy đấy. Mình sẽ viết cái câu hỏi đặc trưng cho bạn để bạn thấy nhé. Người ta sẽ hỏi chế tơ đôm. Chế tơ đôm. Chế tơ đôm. Chế tơ đôm. Đấy. Chúng ta trả lời ế tơ môi đôm.
Это мой дом. Это мой дом. Đấy, Ủa, à, thế đó. nhưng mà bốn cái chữ ở trong cái khung này, cái môi này là của tôi vôi của anh ấy. Ừ. Nas là của cô ấy ở thầy. Nas là của chúng tôi. Nas của chúng tôi, thế còn là Vas là của các anh các vas chị. Đấy. của các anh các chị À, bởi vì sao của cô ấy là yeyo, của anh ấy là yevo, của họ là ý, không bao giờ thay đổi. Tức là thế nào gọi không thay đổi? Nó không thay đổi theo giống. Nó có thể nói yevo dom, yevo komnata, yeyo dom, yeyo komnata, yeyo akno, yeyo dama. Đấy. À, trong khi đó nếu mà nói của tôi môi dom, căn phòng của tôi maya đã komnata, cửa sổ của tôi mayo akno, những ngôi nhà của tôi mai ý đã mà, có nghĩa là riêng cái từ môi này nó phải biến đổi theo giống đực này, giống cái, giống chung và số nhiều. Thế nhưng mà ba cái đại từ này không bao giờ thay đổi, em nhớ đấy. Em Đó. muốn hỏi nghĩa của bốn từ ấy thôi À, nghĩa của bốn từ này là ạ. môi là của tôi, từ vôi là của cậu, nas là của chúng tôi, vas là của các cậu đấy, của các cậu, các bạn, các anh, các chị đấy. À, đó, đúng không nào? À, tác vột. À, thế vậy thì cái đặc trưng của câu hỏi là gì? Che et dom, trả lời et moi dom. À, đúng không? Đó. Thế bây giờ thầy sẽ hỏi thế này và thầy sẽ chỉ cái đại từ cho em cần nói để em trả lời nhé. Che te zont. Ether tôi dồn. Che te zavot. Ether nas ra vột. Khrasho. Che te papa. Ether vas. Vas papa. 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 Đấy. Vas papa. Khrasho. Xin lỗi em. À, chúng ta xem tiếp nào. À, chúng ta đang hỏi, à, bây giờ mình chúng ta sẽ hỏi tiếp nhé. À, tax nachit unas yes chia, mình sẽ hỏi chia tới komnata, Ether Maya Komnata. chia tới sumka, sumka là cái túi, chia tới sumka, Ether Tvaya tvaya Sumka. sumka, tvaya sumka, trọng âm rơi vào nhau đấy, Tvaya 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 sumka, хорошо, chia tới mama. Ether Nasa Nasa mama. Mama. Chia tới Nasa babushka. Mama. Ether Vasa Babushka. Vasa babushka. Chia tới sistra. Ether Maya À, sistra. Sitra. Sistra. Đấy. Chúng ta đọc cái từ này nào. Maya. Maya. Tvaya. Tvaya. Để nhấn mạnh rằng là trọng âm rơi vào đằng sau. Đấy. Maya sistra. Maya sistra. Maya Sitra. Tvaya sistra. Tvaya Sitra. Наша сестра. Наша Sitra. Ваша бабушка. Ваша бабушка. À, bây giờ mình sẽ hỏi giống chung nào. Chưa từ окно. Это моё окно. Chưa từ вино. Это твоё вино. Chưa từ пиво. Это на Наше. наши Наше. наши Наше. вино. Наше. Наши Наше наши пиво. вино. Пиво. Пиво. Пиво, Да? пиво. А, чье это письмо? Это ваше письмо. Чье это кафе? Это моё кафе. 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 Кафе, Quán кафе. Quán кафе. кафе. Да? Кафе là quán кафе. Да? Кофе là nước cà phê uống. Да? Кофе là nước uống. Кафе là quán кафе. Так. À, chơi từ платье. Chúng ta có từ платье là cái gì đây? Cái váy cái áo dài ấy. Đây, váy, váy đầm đấy. À, cái váy đầm. À, chơi từ platier, eter. Eta Mayo Mayo platier. Placia. Хорошо, số nhiều nào. Chia từ dama, chi eter dama, eter. Chi eta dam. Eta môi Mai dama. ý, mai ý. Ma ma y Mai dama. ý dama, eter mai ý dama. Chia từ Ma dàn y tưới, dama. chi eter dàn tưới. Eta tvai Tvai ý. tvai Vai gian ý tử. dân tươi. Chia tờ còm Tvai là gian tử. tươi. Những căn phòng này của ai? Chia tờ còm là tươi. Eta Nashi. nasi Nashi còm là tươi. nasi Nashi komnata. còm là tươi. Đấy. Chia tờ siostri. Siostri là các chị em gái. Chia tờ Siu. siostri. Eta. Eta Mai ý. mai eta mai Siostri. siu Siostri. siu 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 Siostri. siu Siostri. siu Siostri. siu Đúng rồi. Chia từ platia, những cái áo đầm này của ai, những cái váy đầm này của ai? Chia từ platia. Eter. Eta tvai Tvai platia. i. Đấy, chúng ta cùng đọc là mai i. Mai ý. Tvai i. Tvai ý. Nashi. 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 Vashi. Vashi. Chia từ bratia. Eter.
Это твои братья. Твои братья. Братья, да? Твои братья. Братья. А, đúng là đấy. Так вот, хорошо. А, bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại những cái câu hỏi này một tí nào. Чей? Чей? Чей это дом? Чей это дом? Чья? Чья? Чья это сумка? Чья это сумка? Đọc chữ âm chờ mạnh lên một chút nhé. Чья. Чё, 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 Чья? чья, Чья? чья, Чья? чья, да, đây là chờ nặng, có nghĩa Чья? là chúng ta có từ чё, Чьо? чё, чё это вино, Чьо это вино? чи, Чи? чи это dàn tưới, Чи это dàn tưới? thấy chưa, đấy, вот так, вот хорошо. À, так, bây giờ chúng ta sẽ có một vài ví dụ nào, ví dụ chúng ta đây nào, chúng ta sẽ nói, это мой дом, Это мой дом. это моя мама. Это моя мама. Это мое пиво. Это мое пиво. Это мои книги. Это мои книги. Хорошо. Bây giờ bạn sẽ thay những cái chữ màu đỏ này, môi, thành cái chữ твой. Bạn đọc nào. Это. Это твой дом. Хорошо. Это. Это твой мама. Твоя. Đấy. Твоя. À, phải biến đổi đúng không nào? Это твоя Dạ. мама. Đấy. Это Это. твоя мама. Это. Это ма. Твое. Это твое Пиво. пиво. Đấy. Это. Это твой Твои. твои книга. Книги. Đấy. Книги. Thế vậy thì em thấy từ cái Книги. bước mà chuyển từ cái hiểu biết của mình ở trong đầu chuyển thành lời nói cũng là một cái quá trình không phải đơn giản đấy đó, mặc dù biết là môi mà giá mà yếu mà ý từ vôi nó cũng biến đổi tương tự từ vôi từ vài giá từ vài yếu từ vài ý đấy. Nash nash nasha nashe nashi vash vash vasha vashe vashe vashi đấy, đấy chưa. Thế còn cái ye vô yêu ý này không thay đổi này. Это его дом, это его мама, это его пиво, это его книги. Đấy. À đúng không nào? Thế bây giờ Dạ. bạn sẽ chuyển cái từ môi này chuyển thành Nash giúp mình và biến đổi theo đúng giống và số nào. Это. Это наш дом. Это Nash Это Ная мама. Nasha. Đấy. NASA. NASA mama. Đã, это Это Nash. NASA NASA mama. Cái này mama. chắc em phải viết ra một tờ giấy xong rồi em mới nhìn vào đấy em thay được À đấy. bởi vì sao? À đây chúng ta có rồi. Đấy, à chúng ta có đây rồi. À đâu nào? À chúng ta có đây rồi này. Đấy, đó, thấy chưa? Đó, đó, em Đó. phải chép ra xong rồi À, em nhìn vào đó em đọc được. chép cái này ra xong rồi sau đó để trước mặt. À đúng không? Bao Dạ. giờ các em sẽ có rất nhiều những cái tờ A4 các em cứ để trước mặt đấy. Tất cả những cái này mình in mình gửi cho bạn, các bạn cứ in ra cái tờ A4 đấy. À, nhà có máy in thì in, không có thì viết tay ra xong để trước mặt đấy, một tạc một đấy đó. À thế cho nên là chúng ta phải biến đổi được đấy. Anh vas et vas Это dom ваш дом. et vas vas mama Это ваша et vas мама. mama et vas pivo Это ваше пиво. et vas книги Это ваши si книги. книги thế nào đấy, một tạc một. Хорошо. À đến đây thì chúng ta thấy đó là gì, đó là đó là chúng ta đã cùng nhau luyện tập xong về cái phần gọi là sở hữu đấy, một tạc vật. Хорошо. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành với một vài hình ảnh nào, trông cho nó vui mắt nào. Mình sẽ hỏi bạn, bạn trả lời nào. Che ete zont, Это мой зон. cha ete машина, Это моя машина. che ete дом, Это мой дом. Чье это платье? Это мое платье. Чей это друг? Это мой друг. Чья это бабушка? Это моя бабушка. Чей это дедушка? Это мой дедушка. Чье это вино? Это мое вино. Хорошо. Bây giờ chúng ta sẽ thay cái từ môi bằng cái từ твой. Твой. Môi chuyển thành твой. Хорошо. À chúng ta sẽ có từ đây nhé, mình viết ở đây cho bạn nhé. Môi. Đấy. Môi phải chuyển thành gì? Твой.
Твой. Твой. Хорошо. Да? Đó, мой, твой. Так вот. À, chúng ta hỏi nào. Так. Чей это зонт? Это твой зонт. Хорошо. Чья это машина? Это твоя машина. Твоя машина, хорошо. Чей это дом? Это твой дом. Твой дом. Да? Cái nhìn thấy môi thì thành твой, да? Моё thì thành твоё. Чья это платье? Это твоё платье. Чей это друг? Это твой друг. Чья это бабушка? Это твоя бабушка. Чей это дедушка? Это твой дедушка. Чьё это вино? Это твоё вино. Твоё. Это твоё вино, да? Хорошо, bây giờ chúng ta sẽ chuyển cái từ твой thành từ наш, да? Наш. À, thì nó sẽ có định dạng наша, dùng chung là наше và số nhiều là наши, да? À, так, chúng ta hỏi nào. Чей это зонт? Это наш зонт. Это наш зонт. Чья это машина? Это наша машина. Наша машина. Чей это дом? Это наш дом. Это наш дом. Чье это платье? Это наше платье. Наше. Наше. Это наше платье. Это наше платье. Да? А, так. Это наше это платье. Друг? Чей это друг? Это наш друг. Это наш друг. Чья это бабушка? Это наша бабушка. Наша бабушка. Чей это дедушка? Это наш дедушка. Это наш дедушка. Чье это вино? Это наше. Наши. Наше. Наше. Наше вино. Вино. Наша машина. Наша бабушка. Наше платье. Наше вино. Да? Вот так вот. Хорошо? À, thế như vậy ở đây à, chúng ta đã cùng nhau xem xong à, cái phần sở hữu rồi. Chúng ta bây giờ biết nói sở hữu rồi. Đấy. À, đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem một chút về cách nói tên nào. Cách nói tên. Đấy. À, cách nói tên của chúng ta. À, khi chúng ta hỏi à, cậu tên là gì? Ông bà tên là gì? Ông tên là gì? Bà tên là gì? Người ta sẽ hỏi các và gia vụt. Các và gia vụt. Đấy. Các vác ra vút. Các vác ra vút. À, vác đây là gì vậy? Vác là gì vậy? Vác đây này, vác. Vác này đối chiếu sang bên này là vui. Thế vậy hóa ra nếu như mình nói với người ta là vui thì chúng ta phải hỏi là vác. Nếu mà mình nói với người ta là tươi thì chúng ta phải nói là chi bé. Các chi bé ra vút. Các chi bé ra vút. Đấy. Mì nhá ra vút. Anna. Các vác ra vút. Меня зовут Анна. Как его зовут? Anh ấy tên là gì? Его зовут Антон. Его зовут Антон. Антон. Как ее зовут? Ее зовут Анна. Ее зовут Анна. Đấy. À. Как их зовут? Họ tên là gì? Их зовут Антон и Анна. Họ tên là Антон và Анна. Đấy. À, так хорошо. Bây giờ mình sẽ hỏi bạn nào. Как вас зовут? Trả lời nào. Меня зовут Хиен. Хиен, хорошо. Как его зовут? Его зовут Антон. Антон. Как ее зовут? Ее зовут Анна. Анна. Đấy. Thế vậy thì ở đây chúng ta không sử dụng я, ты, он, она, мы, вы, они. Mà chúng ta phải sử dụng меня, тебя, его, ее, нас, вас, их. Để chúng ta hỏi tên. Cho nên người ta gọi là gì nào? Dùng đại từ nhân xưng ở cách 4 để hỏi tên. Đấy. Bây giờ chúng ta cùng đọc các đại từ cách 4 nào. Mi nhá. Mi nhá. Chi bia. Chi bia. Ye vô. Ye vô. Ye yô. Ye yô. Nas. Nas. Vas. Vas. Ich. 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 Ich là họ. Đấy. Ít là họ là anh nhỉ đấy, ô tả cột. À đó. À thế như vậy ở đây chúng ta đã cùng nhau hỏi xong về cái học xong về cái cách hỏi tên đấy. À chỉ dùng cách 4 để hỏi tên, nhớ như nào? Chỉ dùng cách 4 để hỏi tên. À tác vụt. À chúng ta sẽ còn hai cái bức hình này nữa. Chúng ta sẽ nói là это мой дом. Это мой дом. Это моё молоко.
Это Это моё моё молоко. молоко. Đây là sữa của tôi. Đây là ngôi nhà của tôi. Đấy. À, так вот. Хорошо. À, так. Mình sẽ gửi cho bạn cái phần này nhé. Phần này gửi cho bạn. Là phần hỏi tên. Đó. Thế và mình sẽ gửi cho bạn phần bài tập. Đây là bài tập để luyện đọc. Đó. Nó vẫn là cái hình lúc nãy thôi. Đấy. Đó. Đây. À, và vẫn là cái hình lúc nãy. Chẳng qua đây mình mở rộng ra những cái câu hỏi khác để trông để nói có thể nói được nhiều hơn đấy à đó thế và ở đây à, trong cái phần này chúng ta có một cái từ mới trong phần này có một cái từ mới đó là từ открытки открытка đấy à tác открытка mình sẽ thay cái từ này để cho bạn hiểu à các từ открытка это открытка đây là cái открытка tức là cái bưu thiếp đấy bưu thiếp để chúc mừng это открытка Что это такое? Người ta hỏi. Что это Что такое? это Đây là cái gì vậy? Đấy, что это такое? Chúng такое? ta trả lời. Это открытка. Это Открытка. Это открытка. открытка. Đấy, đó, chúng ta sẽ Это cho nó nhỏ đi. открытка. Đó. Что это такое? Это открытка. Đây là cái gì vậy? Đây là cái bưu thiếp. Đấy, chúng ta đọc cái từ này như thế nào nào? Открытка. Открытка. Да, ад, Открыт. крыт, к, Крыт. рыт, Ка. открытка, открытка, вот так, да, открытка, так. Và ở đây chúng ta có một tính từ красивая. Красивая là gì? Красивая. Да. À, красивая. 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 Красивая là đẹp. Красивая. Это красивая открытка. Đây là một cái danh thiếp đẹp đấy. Và какая? Какая là như thế nào? Какая? Какая это открытка? Cái danh thiếp này như thế nào? Это красивая открытка. Đây là một cái danh thiếp đẹp. Какой это дом? Какой это дом? Ngôi này Какой nhà này это như thế дом? nào? Это новый дом. Đây là một ngôi nhà mới. Đấy. Đó. Thế như vậy đây là phần bài tập về nhà cho em. Em sẽ tự đọc nhé. Ủa, thấy cái chữ dưới cùng này phần lúc Вкусный. Đấy. À. à cái từ Вкусный này là có nghĩa là ngon. gì ở đây Ngon dạ đấy. ngon Вкусный ngon là ngon. Вкусный là ngon. À đó. À. Вкусные Tất cả những cái nghĩa tiếng Việt thì trong trong quá trình dạy thì mình hướng dẫn các bạn chứ mình không viết ở trên này đấy đôi khi mình không viết trên này dạ vì nó không có chỗ để viết viết ở trong nó rối mắt đó thế cho nên phần này về em sẽ tự đọc và hôm sau chúng ta sẽ cùng ôn lại хорошо đấy đó như vậy dạ thì nội dung chính của bài ngày hôm nay là gì nào đó là phần nói cách sở hữu của chúng ta đồng thời chúng ta học thêm về cái cách hỏi tên đúng không nào đấy à, hẹn gặp em trong bài học tới nhé Dạ. спасибо до свидания nhé Спасибо. До До свидания. свидания. Так вот. Các bạn đang xem video trên kênh Vui Học Tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online bộ môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở các cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video.